Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức khen thưởng, trao tặng giấy khen đột xuất cho tập thể Điện lực Châu Thành. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, tại địa bàn xã Bình Quế sẽ ra đợt dông lốc làm gãy đổ 6 trụ điện trung thế cập tuyến đường tỉnh 827B, gây nên sự cố mất điện nghiêm trọng. Sau khi sự cố xảy ra, Điện lực huyện Châu Thành đã có mặt tại hiện trường, giúp cho người dân khắc phục tình trạng điện, đánh giá cao sự nỗ lực cùng tinh thần trách nhiệm cao. Lãnh đạo huyện Châu Thành khen thưởng tập thể Điện lực huyện Châu Thành vì có thành tích xuất sắc trong việc khắc phục sự cố mạng lưới điện do thiên tai.